Thông tin từ Bình Thuận cho biết, hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận hiện đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1984, trú tại khu phố 3, phường Đức Long để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. Tối ngày 17 tháng 9, sau khi đi nhậu về, giữa Huy và cháu trai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Nhận được thông tin, Công an phường Đức Long đã cử Thiếu tá Nguyễn Đức Phương, cán bộ Công an phường và ông Lê Hữu Khánh là thành viên lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở đến xử lý vụ việc. Khi được mời về trụ sở Công an phường làm việc, Huy không những không chấp hành mà lớn tiếng chửi bới lực lượng. Sau đó đối tượng dùng hung khí chống trả, khiến lực lượng làm nhiệm vụ bị thương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận thấy không thể trốn tránh được lực lượng công an, đối tượng đã đến trụ sở Công an phường Đức Long đầu thú vào chiều ngày 18 tháng 9. Sau khi tiếp nhận, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Huy để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Tòa Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tuyên phạt nhóm 6 bị cáo tổng cộng 20 năm 6 tháng tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là em Nguyễn Trọng Phúc, 15 tuổi, ngụ cùng địa phương với các bị cáo. Theo cáo trạng, do Hoàng Thanh Phước có xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội với em Nguyễn Trọng Phúc, nên vào tối ngày 1 tháng 9 năm 2023, Phước rủ 5 đối tượng chuẩn bị hung khí là gạch ống đi đến nhà của Phúc để giải quyết mâu thuẫn. Khi thấy Phúc đang ngồi trên võng, Phước dùng gạch ống đập vào đầu của Phúc gây thương tích 66%. Chưa dừng lại ở đó, Phước và 2 đối tượng khác còn cầm gạch ném cha của Phúc bị thương nhẹ. Sau khi gây án, 6 bị cáo nói trên lần lượt bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội giết người. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phước 4 năm tù, Trương Phát Đạt 5 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại mức án từ 2 năm cho đến 3 năm tù cùng với tội giết người, đồng thời bồi thường cho bị hại số tiền trên 460 triệu đồng. Gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản nhà dân, Nguyễn Anh Thảo, 34 tuổi và Nguyễn Anh Nhân, 35 tuổi, ở cùng chú tại phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, vừa bị Công an thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định điều tra bắt giữ. Đây là hiện trường một trong những vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào cuối tháng 8 vừa qua. Thời điểm trên, bà Đỗ Thị Mộng Đào, 60 tuổi, trong lúc đi làm về đến nhà, thì phát hiện toàn bộ tài sản có giá trị trong gia đình đã bị kẻ gian đột nhập, lấy mất từ lúc nào. Khi mà tôi đi làm gì là tôi mở cửa ra, tôi thấy là cửa mất, tôi mới xuống, mới thấy là nhà tôi lục tung hết. Kiếm ra là mất một cái tivi, một cái máy giặt, một cái máy quạt nước, một cái loa kiểu kéo. Cái đó là đồ với một cái điện thoại, một cái cam ngọc, đó, một nào cũng điện. Từ hiện trường, các vụ trộm cho thấy các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội hết sức liều lĩnh, gây án giữa ban ngày, gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân. Công an thành phố Quy Nhơn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp xác minh điều tra. Từ các nguồn thông tin thu thập tại hiện trường và của bị hại cung cấp, kết hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khác, chỉ trong thời gian ngắn, thủ phạm gây ra các vụ trộm nhà dân trên địa bàn đã lộ diện. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ huy Công an phường cùng với lãnh đạo Công an thành phố, Công an phường đã lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đoàn nghiệp vụ của Công an thành phố, vận động sự giúp đỡ tích cực của quần chúng nhân dân. Sau 2 ngày tiếp nhận tin báo, Công an phường đã xác định rõ đối tượng và điều tra để thu hồi lại tài sản, trả lại cho người bị hại. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận để thực hiện thành công các vụ trộm cắp tài sản nhà dân ở các khu dân cư, các đối tượng đã lên kế hoạch mua dụng cụ phá khóa rồi điều khiển xe máy đi dạo tại các khu dân cư trên địa bàn. Khi phát hiện nhà dân vắng người, các đối tượng chọn thời cơ đột nhập để trộm cắp tài sản. Ngoài vụ trộm nói trên, hai đối tượng khai nhận còn thực hiện chót lọt 3 vụ trộm khác trên địa bàn. Không có tiền tiêu xài cho nên là em có nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của dân. Em có đi với bạn là Nguyễn Anh Thảo, sau đó đi mua kìm xong là bắt đầu là đi xung quanh nhà dân, con nhà nào mà vắng là vô nhà người đó. Rồi em là người cầm đỡ cho bà Nguyễn Anh Thảo là người cắt chìa khóa.
việc nhanh chóng làm rõ thủ phạm gây ra các vụ trộm trong thời gian ngắn đã thể hiện bản lĩnh nghiệp vụ và tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của cán bộ chiến sĩ công an thành phố Quy Nhơn, được chính quyền và nhân dân đánh giá cao, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Giữ đối tượng Huỳnh Thị Kim Liên, 47 tuổi, trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, lực lượng trinh sát phòng chống ma túy công an thành phố Long Khánh phối hợp với công an phường Xuân Thanh bắt quả tang Liên đang tàng trữ hai gói nghi là heroin và ma túy đá có trọng lượng gần 24 gram tại đường Ngô Quyền, khu phố 2, phường Xuân Thanh. Qua đấu tranh bước đầu, Liên khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua về sử dụng dần thì bị bắt. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình tối nay cho biết đơn vị đang điều tra vụ tai nạn lao động khiến hai người tử vong, hai người bị thương. Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào lúc 14 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay 21 tháng 9 tại một nhà xưởng ở thôn Xuân Mai, xã Ninh An. Thời điểm trên, các công nhân đang đổ bê tông tại ngôi nhà khung thép 2 tầng thì xảy ra sự cố sập giàn giáo khiến một người chết tại chỗ, ba người bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Trong số 3 người nhập viện, có một người tử vong do vết thương quá nặng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sáng nay, tai nạn liên hoàn giữa hai ô tô và xe máy đã xảy ra trên quốc lộ 8A, đoạn qua địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, khiến một người đàn ông 60 tuổi cùng vợ tử vong. Vào khoảng 7 giờ sáng nay, ô tô tải biển kiểm soát 50H54032, chưa rõ danh tính tài xế, lưu thông trên quốc lộ 8. Khi đến đoạn qua địa bàn phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, ô tô va chạm với xe máy biển kiểm soát 38N5-3100 đang lưu thông cùng chiều. Cú va chạm làm xe máy ngã xuống đường. Đúng vào thời điểm trên, ô tô tải biển kiểm soát 26H00640 di chuyển cùng chiều phía sau, tông vào xe máy. Vụ tai nạn khiến hai vợ chồng chú xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đi trên xe máy tử vong. Trong đó, người vợ 56 tuổi tử vong tại chỗ, còn người chồng 60 tuổi được đưa đi cấp cứu, song không qua khỏi. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Chỉ sau 6 tiếng đồng hồ tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị hai đối tượng cướp giật dây chuyền vàng, Công an huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đã điều tra, vận động các đối tượng ra đầu thú và thu hồi lại tài sản cho bị hại. Hai đối tượng gây án là Trần Văn Em và Lê Quốc Thành. Các đối tượng đều sinh năm 2003 và trú tại xã Phước Hải, huyện Ninh Phước. Sau khi được cơ quan công an vận động, hai đối tượng đã đến đầu thú và khai nhận. Sau khi cướp một dây chuyền vàng có trọng lượng hơn 5 chỉ vàng của một người dân đang đi xe máy trên đường, các đối tượng đã bán sợi dây chuyền được hơn 22 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài. Công an huyện Ninh Phước đã thu hồi được sợi dây chuyền và hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Thanh Trì khẩn trương điều tra, giải quyết vụ việc một cô gái trẻ bị sàm sỡ trong thang máy. Trước đó vào ngày 9 tháng 9, Công an xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì tiếp nhận tin báo của một thiếu nữ sinh năm 2006, hiện ở chung cư IEC xã Tứ Hiệp, về việc vào khoảng 10 giờ ngày 7 tháng 9 khi đang đi vào thang máy tại hầm B1 tòa CT3 chung cư IEC thì bị một nam thanh niên có hành vi dùng tay vỗ vào mông. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thanh Trì đã tổ chức xác minh và làm việc với nam thanh niên để làm rõ vụ việc. Thông tin ban đầu, người đàn ông có hành vi sàm sỡ này sinh năm 1990 ở tầng 10 CT3 chung cư IEC.